U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết sau khi vượt qua U22 Malaysia. U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U22 Malaysia, qua đó giúp thầy trò huấn luyện viên Châu Siêu sớm có mặt ở bán kết. Sau khi giành 2 chiến thắng liên tiếp trước U22 Lào và U22 Singapore, U22 Việt Nam bước đến lượt đấu thứ 3 để gặp U22 Malaysia. Đây là đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp với U22 Việt Nam cho chiếc vé vào bán kết. Nếu giành được kết quả thắng, thầy trò huấn luyện viên Châu Siêu sẽ sớm tự mình định đoạt được số phận ở bảng B. Trong trận đấu này, Hồ Văn Cường thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiếp tục được ông thầy người Pháp trọng dụng. Cầu thủ này được sử dụng trong vai trò tiền vệ biên phải. Trong khi đó, tiền vệ đồng hương Đinh Xuân Tiến vẫn được huấn luyện viên Châu Siêu cất trên băng ghế dự bị. Bộ đôi tiền vệ trung tâm vẫn là hai cầu thủ quen thuộc Đức Phú và Thái Sơn. Với tính chất quan trọng quyết định đến tấm vé đi tiếp của U22 Việt Nam, nên ngay khi bóng lăn, các cầu thủ sao vàng đã nhập được đầy quyết tâm. Các học trò của huấn luyện viên Châu Siêu không ngần ngại đẩy cao đội hình, chơi pressing ngay bên phần sân của đối phương. Sự chủ động trong cách áp đặt lối chơi đã giúp U22 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi và hạn chế được thế mạnh về thể lực cũng như tốc độ của các chân sút. U22 Malaysia, tuy nhiên cũng phải nhờ đến may mắn, U22 Việt Nam mới có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 5, hậu vệ của U22 Malaysia đã bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài sau đó cho U22 Việt Nam được hưởng quả phạt penalty. Văn Tùng đã không mắc sai lầm khi giúp U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Sau bàn thắng, U22 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công với những pha chuyển đổi trạng thái đầy hợp lý. Tuy nhiên, dưới cơn mưa khá nặng hạt trên sân vận động Prince Campuchia đã khiến lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật của các cầu thủ sao vàng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phút 33, U22 Việt Nam vẫn có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ pha tấn công chớp nhoáng bên cánh trái, Minh Trọng thực hiện pha căng ngang chính xác vào trong vòng cấm để Văn Tùng cắt mặt đánh đầu làm tung lưới đối phương. Sau bàn thua, U22 Malaysia vùng lên mạnh mẽ. Với lợi thế về thể hình, thể lực, đội bóng của huấn luyện viên Galarazan đã liên tục tạo ra các pha uy hiếp về phía cầu môn của Quan Văn Chuẩn. Điều đó đã giúp đội bóng này có được bàn thắng rút ngắn khoảng cách khi hiệp 1 chỉ còn chưa đầy 2 phút. Từ pha đá phạt cố định chếch bên cánh phải của Malaysia, Quan Văn Chuẩn bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương băng vào sút bồi, làm tung lưới U22 Việt Nam. Bước sang hiệp 2, với tinh thần hưng phấn có được sau bàn thắng ở cuối hiệp 1, U22 Malaysia thực hiện nhiều pha lên bóng có tính đột biến cao. Điều đó gây không ít lúng túng cho các trung vệ của U22 Việt Nam. Nếu may mắn hơn, Akmo đã có cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ này lại đưa bóng đi trúng cột dọc của Quang Văn Chuẩn. Những khó khăn của U22 Việt Nam chỉ kết thúc khi hai cầu thủ U22 Malaysia bị trọng tài truất quyền thi đấu. Phút 78, Safwan Madlen có hành vi đánh nguội, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài. 2 phút sau, Akmo phạm lỗi với Thanh Nhàn từ phía sau, phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chỉ còn 9 cầu thủ trên sân khiến những toan tính của huấn luyện viên Galarazan bị sụp đổ hoàn toàn. U22 Malaysia không còn đủ sức để có thể tạo được các pha lên bóng và đành chịu nhận thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam. Giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu giúp thầy trò huấn luyện viên Châu Siêu chính thức vào bán kết SEA Games 32 trước một vòng đấu.